Hello, đam mê cá xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình lại tiếp tục đi câu cá ở hồ Núi Lang nha các bạn. Và hôm nay mình sẽ test cái bài mồi mới các bạn à, mồi cắm tanh nha. Đây, đây là cắm chim nè. Mình đã chế cái nước ở ngoài đóng câu vô và một ít nước xịt tinh dầu nha các bạn Còn đây là cắm tanh nha các bạn. Đây cắm tanh là mình mua ký nè. Đây là nửa ký cắm tanh nè. 15 ngàn đó. Còn đây là cắm khét cắm gì mình cũng không biết nữa. Hôm nay câu đại mình sẽ cho cái cắm tanh này vô đó. Hôm nay mình câu mồi tanh không à. Đấy, cắm khét. Đây là cắm khác nha các bạn. Rồi đó, hôm nay câu chỉ có bấy nhiêu rồi, ta chọn đều lên là câu thôi. Lên cá các bạn ơi. Rồi rồi rồi. Trời, cái độc cần nó câu. Cái chơi. Có chơi rồi nè. Sao bao năm cũng có được chơi rồi đó. Chơi đỏ luôn. Chơi đỏ nha anh em. Chơi đỏ. Sao mùa này cho đó nhỏ dưới ta. Bự đâu chân á, nhỏ không à. Ok nha các bạn. Con cá các bạn ơi. Cần rồi nè. Giờ phát liền nè. Thử con cái gì. Rô luôn. Con rô nữa các bạn. To nhì bầy. Hôm nay đầy cá luôn các bạn ơi. Nè. Rô nữa nè. Thôi các bạn ơi, giờ chiều các bạn ơi, mình thu nước thử coi có con cá nữa không các bạn.